Construction for the loading and unloading area for those boats, and those boats will take the tourists or passengers to the Rabbit Island. I don't know, not that one, another one we see. He said that it would take 25 minutes from here to the Rabbit Island. Oh man, so pretty, but I wish they could build it the way that we build the pier in the States, or like somewhat like in California. But it seems they're doing it now. Slowly, see construction there? It is it's a newly placed to for the boats to pick up the passengers and load and unload passengers. See, it is still pretty brand new, still under the construction. Mực lô mà đi. Mới nó bông. Bữa nó mới thọc. Bữa là bảy quán cho nó bay lỗ bị mới vô nó cái sai mồm ấy đúng không? Phải sạc đam chứ khẽ không phải khẽ cái chấm không? Khẽ nó không ai cái chứ cái lỗ thế khẽ chứ con cái lên nó đặt tí nhá. Sợ sôi chứ. Bán. Thế ám chơi. Chấm lỗ. Bán đi. Thái mình nên tí sạ mà. Ba bà vô đó. Thằng tí ơi. 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 Thấy rồi nhá, thôi nhá mà. Thôi nhá. À ngay, ồ à. Một tiết. Đắng ngay, tụi bán mà ngay. Ai bắt bị ngay nó hay chạy cho mình hộp người nó bị ngay tụi nó cái hộp bắt hay. Bị ngay. À chứ nó bắt bị ngay, bài cà xê không? Nhằm phiên mình ngay ngay. Mà. Nhằm phiên mình ngay, đó bị ngay. Nó chết ói nè, nó đâm chết ói.